Thưa quý vị và các bạn, khai giảng năm học mới đang cận kề và vấn đề liên quan đến ngành giáo dục đang được dư luận đặc biệt chú ý trong mấy ngày qua là câu chuyện mô hình trường học mới vừa nên tiếp tục hay tạm dừng. Trong khi nhiều tỉnh thành đề nghị không nhân rộng hoặc dừng thực hiện mở rộng số trường hợp áp dụng theo mô hình này. Vì sao lại như vậy? Ở Khánh Hòa thì như thế nào? Một theo dòng thời sự hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề này với phần phân tích của phóng viên Thu Trang. Xin mời chị Thu Trang. Vâng, xin cảm ơn anh Thanh Tùng. Sự việc mở màn gây chú ý dư luận báo chí trong thời gian gần đây là việc hàng trăm phụ huynh của trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An phản đối mô hình trường học mới VNEN vì cho rằng hiệu quả học tập không mang lại đối với con em họ. Tương tự, một số tỉnh thành khác cũng đã vấp phải sự không đồng tình từ phía phụ huynh. Cụ thể, Nghệ An, Đắk Lắk đang tạm thời không nhân rộng mô hình này, còn tại tỉnh Hà Giang và thành phố Vũng Tàu thì cũng hiện đang tạm dừng triển khai đại trà. Trái ngược với những trường hợp vừa nêu thì Khánh Hòa thuộc một trong những nhóm các địa phương tiếp tục nhân rộng chương trình này. Vậy hiệu quả của chương trình này đến đâu? Và giáo viên phụ huynh nhìn nhận như thế nào về mô hình này? Ghi nhận tại một trường tiểu học đã có 3 năm kinh nghiệm với VNEN. Trường tiểu học Tân Lập 2, thành phố Nha Trang, một trong những ngôi trường đầu tiên của cả tỉnh áp dụng mô hình trường học mới VNEN. Theo thăm dò ngẫu nhiên của phóng viên chúng tôi với 10 phụ huynh thì có 5 phụ huynh hoàn toàn ủng hộ con em mình học theo mô hình này, 2 phụ huynh thích mô hình truyền thống hơn và 3 phụ huynh có ý kiến trung lập. Tuy nhiên, khi biết thông tin chương trình VNEN chỉ áp dụng ở bậc tiểu học, toàn tỉnh hiện mới chỉ có 4 trường trung học cơ sở triển khai mô hình này thì đa số phụ huynh đều cảm thấy lo lắng. Bây giờ con nít với nhau mà ví dụ một đứa nào mà nó bị chậm hết cả trong nhóm á thì nó sẽ không theo kịp. Lo tâm lý phụ huynh không ai mà không lo. Nói chung thì cái gì nó quen thì mình cũng thấy vẫn hay hơn, nhưng mà đều bây giờ thì nếu mà trường mà để áp dụng như vậy thì mình phải chịu vậy thôi chứ giờ biết sao. Mình thấy cái mô hình này thì nó cũng tốt thôi, tại vì là để cho các cháu nó tự nó suy nghĩ rồi nó kích thích cái suy nghĩ của bé thì nó cũng tốt chứ. Nếu ví dụ mình không muốn cho con mình học thi của đó thì cũng đâu có được, để học một năm rồi thì buộc phải học ở trường đây luôn chứ đâu có xin chuyển chỗ này kia. Các em mà được học á theo mô hình VNEN thì các em lại phát triển theo một cái chiều hướng rất là tốt và theo cái xu hướng phát triển của xã hội bây giờ. Còn các em mà học theo cái phương pháp truyền thống á, thì các em càng ngày càng thụ động. Học sinh học cái mô hình này các em mạnh dạn, tự tin hẳn và rất là hào hứng trong cái khi mà tiếp thu kiến thức của bài. Vừa rồi là những nhìn nhận của phụ huynh đang có con học theo mô hình VNEN cũng như của các giáo viên đang dạy theo chương trình này. Để có thêm kênh tham chiếu khách quan khác, phóng viên chúng tôi đã tìm đến những giáo viên lớp 6, tức là lớp đầu tiên của cấp 2, để thu thập thêm những sự đánh giá cần thiết. Trừ những em mà đặc biệt là nhóm trưởng thì các em rất là mạnh dạn và dạn dĩ, thì những con em còn lại thì khá thụ động đó. Và chưa có một cái thói quen là tự học tự rèn à, và bản thân của những em này cũng chưa có biết cách trình bày trong cái khi các em làm bài à, chính vì vậy mà cái điểm số thường không cao. Và khi lên đây khi mà đạt không có được cái điểm số cao thì các em có tỏ ra có lo lắng và có vẻ là thiếu tự tin trong cái vấn đề học tập. Các em mà học theo chương trình VNEN thì các em học chủ yếu là theo cái mô hình hoạt động nhóm, thảo luận nhóm. Cho nên là các em tự học với nhau là chính, trò học với trò. Cho nên kiến thức của các em không được sâu lắm. Những em mà học tiếp thu không được tốt lắm thì ở tiểu học các em đã hỏng kiến thức rồi. Cho nên khi lên trung học cơ sở thì các em càng hỏng kiến thức hơn nữa, các em tiếp thu không có kịp. Chênh lệch về năng lực, kiến thức không sâu, những băn khoăn của nhiều phụ huynh sẽ là có thật. Nếu con em mình chẳng may bị hỏng kiến thức ở ngay cấp học đầu tiên thì không biết những cấp học tiếp theo sẽ ra sao. Người thì tán thành, người thì băn khoăn, khen nhiều, chê cũng không ít. Như vậy là đã có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau giữa phụ huynh và giáo viên, ít nhiều đã có kinh nghiệm va chạm với VNEN. Vậy còn ở những trường tiểu học mới bắt đầu triển khai mô hình này trong năm nay thì như thế nào? Ghi nhận ý kiến của những người trong cuộc ở thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh. Bên cạnh một số trường đã thực hiện trong những năm trước, năm học 2016-2017 này, trường tiểu học Vĩnh Hòa 1
là đơn vị duy nhất của thành phố Nha Trang triển khai mới mô hình VNEN. Mặc dù nhà trường trước đó đã tham khảo các tiết dạy VNEN tại các trường học khác, hiện các khâu chuẩn bị đã hoàn thành, nhưng vẫn xác định nhiều khó khăn phía trước. Trong đó, áp lực lớn nhất thuộc về giáo viên. Vấn đề làm nội dung dạy học cũng là một thêm cái công việc vất vả cho giáo viên. Đấy là về phía giáo viên. Thế còn về phía phụ huynh, nhiều người ta cho rằng là cái việc học này là học sinh tự học hoàn toàn, nhưng không phải thế. Là dạy học sinh cách học, đấy, để cho học sinh tự tiếp thu, tự giải quyết, tự tìm hiểu để đưa ra kiến thức cho mình. Chứ còn người giáo viên vẫn trách nhiệm rất nặng nề, còn vất vả hơn dạy truyền thống. Phụ huynh cũng được phổ biến chủ trương áp dụng VNEN ngay từ cuối năm học trước. Phần lớn đồng thuận, nhưng một số thì thấp thỏm vì chưa biết kết quả thế nào. Mô hình VNEN có phù hợp với con mình không thì phải qua một thời gian mới kiểm chứng được. Tôi nghĩ rằng một mô hình mới thì muốn được nhân rộng thì nó phải chứng minh được cái hiệu quả. Và con tôi thì lần đầu tiên được học mô hình VNEN. Cho nên là tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới cái việc mà có hiệu quả hay không là chúng tôi cũng sẽ đánh giá được. Thì cũng biết là mấy cháu có thể là thu nhập được như là cố gắng thì có chương trình học được hay không. Cũng có hơi lo lắng, sợ cháu thi không kịp thì cái lực học sẽ bị mất. Khó khăn trong việc giảng dạy là điều có thể thấy được ở một số trường lần đầu triển khai. Ngoài ra, vấn đề phân hóa chất lượng học sinh cũng được tiên liệu trước để có hướng giải quyết. Đối với những em mà học sinh cái phát huy tính tích cực của các em nó nhạy bén, nhanh vì trong một lớp học thì có nhiều đối tượng rơi vào những cái trường hợp các em như vậy thì các em đã phát huy được đó, có cái môi trường để phát huy cái tính tự lập tự cường đó, trong cái quá trình mà năng lực cũng như là cái hoàn thiện cái phẩm chất của các em. Nhưng ngược lại chỉ có một hai em ở trong một lớp học, ví dụ nó còn chậm thì ngồi học theo nhóm này thì có sự hỗ trợ của nhóm trưởng và các bạn chia sẻ và đồng thời có giáo viên chủ nhiệm đó cùng quan tâm đứng bên giúp đỡ. Có thể thấy sự dè dặt thận trọng trong việc đánh giá ở những trường mà còn quá mới với VNEN. Ngay sau đây thì chúng ta hãy chuyển sang một câu chuyện khác cũng liên quan đến việc áp dụng mô học VNEN. Không ít bất cập, dở khóc, dở cười ở huyện miền núi Khánh Vĩnh. Mua nợ sách để học. Nghe có vẻ lạ nhưng lại là chuyện quen thuộc. Kinh phí không có nên ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Vĩnh đã ký mua nợ khoảng 20.000 bản sách cho học sinh. Mua nợ vì VNEN. Chưa kể, khả năng thu lại tiền vẫn còn bỏ ngỏ bởi một thực tế, gần 82% học sinh đang theo mô hình VNEN là người dân tộc thiểu số và gần như tất cả đều nghèo. Nhà trường đăng ký công ty phát sách Khánh Hòa đỡ mua và đưa sách này đến tận tay học sinh. Và kinh phí thì hiện nay là với hình thức là đăng ký nợ rồi đỡ rồi là phụ huynh sẽ là thanh toán dần. Đại đa số là học sinh sẽ khó khăn về vấn đề là sách theo cái chương trình học mới này. Theo những năm qua thì phải nói rằng là khi đăng ký sách ở nhà trường đăng ký công ty phân sách thì vẫn còn nợ và cái số nợ này có thể kéo dài cho đến những năm học sau. Bên cạnh câu chuyện mua nợ sách, vấn đề đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cơ sở vật chất trường lớp phục vụ đúng chuẩn theo chương trình trường học mới ở huyện miền núi Khánh Vĩnh gần như không thể. Lớp chật, học sinh thì đông. Học sinh đồng bào dân tộc thiểu số còn thua kém nhiều kỹ năng, nên việc đảm bảo sự phát triển đồng đều của các em không hề đơn giản. Trong một lớp mà theo điều lệ là 35 em thì nó quá chật. Thì cái nguyên nhân là ở miền núi, thì hiện nay các cái phòng học được thiết kế chỉ có 30 chỗ ngồi. Cái thứ hai là trình độ của các em trong một lớp, đặc biệt là đối với người dân tộc thiểu số, thì các em đa số là thuộc diện trẻ khó khăn vào học, cho nên là giáo viên là khá vất vả trong cái việc giúp đỡ các em. Sinh á, khi lớp 1 lên các em đến lớp 2 á, thì cái vốn tiếng Việt của các em còn hạn chế, vì vậy là mọi cái kỹ năng của các em thì kỹ năng giao tiếp này, rồi kỹ năng tự phục vụ các em cũng hạn chế hơn những em khác. Năm học 2015-2016, Khánh Vĩnh có 5 trường dạy và học theo mô hình VNEN. Sang năm học mới này, toàn huyện có đến 13 trên 16 trường tiểu học đi theo mô hình này. Về con số, thoạt nghe thì đáng mừng, nhưng ngẫm lại đáng lo. Liệu chuyện đột biến số trường học theo mô hình mới ở Khánh Vĩnh có tạo nên bước đột phá thực sự về chất lượng dạy và học,
hay đơn giản chỉ là chạy theo phong trào. Vậy nên hiểu VNEN như thế nào? Là cách học mới hay là sự đổi mới chương trình học? Và chương trình này có được áp dụng lâu dài và có thực sự đồng bộ, phù hợp với cách nhìn nhận đánh giá năng lực học sinh cũng như cơ chế thi cử như hiện nay hay không? Để rộng đường dư luận, phóng viên chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với bà Hoàng Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa. Xin chào bà. Thưa bà, thì hiện nay có một số tỉnh tạm dừng triển khai đại trà mô hình trường học mới, trong khi đó thì tỉnh Khánh Hòa lại tiếp tục triển khai và nhân rộng. Bà cho biết là lý do vì sao ạ? Toàn quốc năm học này là có 3.000 trường mở rộng cái mô hình VNEN và có 1.500 trường đang triển khai thí điểm theo cái dự án. Và về nhân rộng thì có thêm 900 trường nhân rộng. Ở Khánh Hòa chúng ta là chỉ có 12 trường nhân rộng năm nay thôi. Tôi nghĩ đó là một con số quá nhỏ bé. Nhà trường đăng ký tự nguyện tham gia. Và cái đồ ngủ đầy đủ, cái đồ ngủ cơ sở vật chất, đồ ngủ giáo viên cơ sở vật chất và cán bộ quản lý tâm huyết. Thì chúng tôi quyết định là cho những cái trường này thí điểm. Thưa bà, hiện nay thì có một số phụ huynh lo lắng rằng không biết là chương trình này có thể thực hiện đại trà được hay không, hay là chỉ mang tính thử nghiệm. Và liệu rằng với mô hình mới đó thì việc thi cử có đồng bộ với việc đào tạo hay không? Và vì họ sợ con em mình sẽ bị thiệt thòi, thì bà nghĩ sao về vấn đề này thưa bà? Phương pháp này thì không đổi mới về chương trình, không thay chương trình mà chỉ đổi mới về phương pháp dạy học thôi. Và học sinh thì nó biết cách tự học, tự tin, tự đánh giá mình và tự quản. Còn giáo viên thì chủ động hơn, có nghĩa là giáo viên từ cái việc trang bị kiến thức một chiều, truyền thụ đọc chép một chiều sang cái việc hướng dẫn cho học sinh, tư vấn học sinh và cho học sinh tự học. Sắp tới thì một chương trình nhưng có thể có 3 đến 4 bộ sách giáo khoa. Thì các trường sẽ được lựa chọn một trong những cái bộ sách này để dạy theo cái chương trình của bộ. Vì thế cho nên là ở tỉnh Khánh Hòa thì chúng tôi cũng rất là thận trọng khi cho các trường lựa chọn về cái phương pháp dạy học mới của mình. Thưa bà, thì là ngành giáo dục sẽ cân nhắc điều chỉnh những vấn đề gì để mô hình này không bị áp dụng một cách rập khuôn hay chạy theo phong trào thành tích trong thời gian tới ạ? Cái điều mà cần làm nhất theo tôi nghĩ đó là cái nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý và của đội ngũ giáo viên để làm sao đó họ tiếp cận nhanh chóng với cái mô hình này, với cách dạy học như thế này. Chúng tôi cũng phối kết hợp với các địa phương để mà giải quyết những cái khó khăn như cơ sở vật chất, rồi như là con người, rồi là đội ngũ về nhân sự. Và còn một cái giải pháp nữa chúng tôi cũng sẽ làm, đó là khảo sát đánh giá những cái em học sinh mà đã tham gia cái mô hình VNEN này khi mà học được ở lớp 6, lớp 7. Vâng, xin cảm ơn bà. Bất cứ một mô hình trường học nào đều tồn tại song song những mặt mạnh cũng như điểm hạn chế. Không thể phủ nhận những ưu điểm của VNEN với cách thức khơi gợi tư duy độc lập cho các em học sinh cũng như đề cao tính phản biện trong học tập. VNEN khác hẳn cách học truyền thống, tức học sinh tiếp thu kiến thức một cách một chiều và thụ động. Nếu mô hình này được áp dụng đúng chuẩn, đúng phương pháp và mục tiêu, cũng như được linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với từng trường, từng địa phương, thì sẽ tạo được sự đồng thuận trong phụ huynh, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Mục theo dòng thời sự xin tạm khép lại tại đây và xin mời anh Thanh Tùng tiếp tục chương trình thời sự tối nay.